Xin chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Tám Bóng Đá. Trong video ngày hôm nay, hãy cùng với chúng tôi phân tích kèo các trận đấu tại Bundesliga giữa Wolfsburg với Werder Bremen. Hai đối thủ đều mang trên mình màu áo xanh lá, nhưng mà họ chiến đấu về những mục tiêu khác nhau. Và để dự đoán cho trận đấu lần này, ngay bây giờ hãy cùng theo chân Tám Bóng Đá phân tích kỹ hơn trong video ngày hôm nay. Anh em đừng quên để lại ý kiến của mình ở dưới phần comment cùng với Tám Bóng Đá nhé! Xin chào anh em, hôm nay chúng ta soi kèo trận đấu giữa Wolfsburg gặp Werder Bremen diễn ra lúc 20:30 ngày 6 tháng 8 tại giải Bundesliga. Wolfsburg là có thành tích ở mùa giải trước rất nghèo nàn, nhưng họ chưa hiệu quả ở giai đoạn cuối mùa, cụ thể thắng 3, hòa 2 và chỉ thua 1 ở 6 vòng cuối, trong đó cầm hòa ông lớn là Bayern ở trận hạ màn. Bầy sói cũng có kết quả khả quan ở trận giao hữu vừa qua, trong đó thắng đại diện của Premier League là Brentford với cách biệt 4 bàn không gỡ. Ở trận ra quân mùa này, Wolfsburg giành chiến thắng ở trận đấu thuộc cúp quốc gia. Về phía Werder Bremen, họ là đội kết thúc ở vị trí thứ hai của giải hạng 2 mùa trước. Họ kém đội vô địch Schalke 04 2 điểm. Điều đó đồng nghĩa với việc là có một suất thăng hạng trực tiếp lên chơi tại Bundesliga mùa này. Ở trận ra quân thuộc cúp quốc gia thì Werder Bremen đã giành thắng lợi sát nút 2-1 trước đại diện đang đấu tại giải bán chuyên là Energy Cottbus, giải đấu tương đương hạng 5. Cả 4 trận giao hữu trước thềm giải đấu thì Werder Bremen chỉ thắng được Karlsruhe, hòa 1 và thua 2. Mức tài xỉu nhà cái đưa ra hiệp 1 là 1 hòa, cả trận 2,75. Việc chỉ phải đụng độ một đối thủ đang thi đấu ở hạng 5 là Energy Cottbus tại trận ra quân, nhưng Werder Bremen vẫn để thủng lưới và có một trận đấu khó khăn, thì đó là một điều khiến cho người chơi nhận thấy rằng Wolfsburg sẽ có cơ hội có thể ghi được bàn thắng vào lưới của đội bóng này. Hơn nữa thì bầy sói cũng đang có hiệu suất ghi bàn rất tốt, đặc biệt mỗi khi chơi sân nhà. Cụ thể 4 trận sân nhà gần đây họ đã ghi tới 15 bàn, trong đó có 2 bàn vào lưới của Bayern Munich. Hơn nữa thì 2 trận gặp nhau gần nhất của hai đội này cũng thường xuyên có nhiều bàn thắng được ghi. Một trận là tổng 3 bàn và một trận là tổng 8 bàn thắng. Chúng tôi nghĩ rằng việc chọn cửa tài là lựa chọn hợp lý nhất. Mức chấp nhà cái đưa ra là Wolfsburg chấp Werder Bremen 0,5 trái. Mặc dù trong những năm gần đây thì Werder Bremen đã sa sút khá nhiều, tuy nhiên mỗi khi gặp Wolfsburg, họ thường xuyên khiến cho đối thủ phải thi đấu một trận đấu khó khăn. Nhưng mà có thể thấy rằng Wolfsburg đã thắng kèo tới 6 trên 8 trận mở kèo gần nhất, trong đó từng cầm hòa cả Bayern. Trong 3 trận gặp nhau gần nhất của hai đội này thì Wolfsburg là đều giành chiến thắng. Hơn nữa trong trận này mức chấp là 0,5 thì chúng tôi nghĩ rằng Wolfsburg chỉ cần giành chiến thắng với một tỷ số tối thiểu là cũng có thể vượt qua được cả Werder Bremen. Và chúng tôi nghĩ rằng việc chọn cửa trên Wolfsburg là một lựa chọn hợp lý. Dự đoán chủ nhà thắng 3-1. Trên đây là một số nhận định cá nhân của chúng tôi, còn phần quyết định vẫn là ở anh em. Chúc cho anh em sẽ có một cái nhìn thật sáng suốt trước những lựa chọn của mình. Và đừng quên nhấn like và subscribe kênh YouTube của Tám Bóng TV để có thể cập nhật sớm nhất những bản soi kèo hay và hấp dẫn trong và ngoài nước nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.